Thì lần trước á, bên mình có chia sẻ mọi người về mặt điện là về đọc ở list là câu tạo số, thì mình dựa vào cái đó để bắt đầu mình sẽ với cái hộp này ha, thì anh em sẽ kiểm tra như nào. Thì mình bữa nay ha, mình sẽ cái hộp này á, hiện nay á, cái hiện tượng của cái xe này là vào số á, vào số R bây giờ ha, vào số D bây giờ mình nó chỉ chạy một số 3 thôi. Thì bây giờ ha, mình sẽ làm sao để mình xem coi cái nào hư ha, có quy trình xử lý lỗi như thế nào ha. Thì đó là nội dung của cái phần video hôm nay. Thì anh em thấy à, đây bên đây à, bây giờ mình sẽ à, bây giờ là anh em cứ hình dung ha, bây giờ á mình là ông chủ xe đúng không, bây giờ mình sẽ đầu tiên mình bật chìa khóa lên để cấp điện cho toàn bộ xe ha, bật chìa khóa lên nha. Tiếp theo mình sẽ vô số nè, bắt đầu đi số ha, mình sẽ đi số nè. Hiện nay á, bây giờ mình đọc lỗi nha, coi nó có lỗi nào không nha, đọc lỗi ha, đọc anh em đọc lỗi nè. Hiện nay nó báo ba rồi ha, anh em mình đấu dây mình số lỗi nha. Rồi xóa lỗi ha, thì hết lỗi nha. Rồi tiếp theo ta lấy này, tiếp theo ha, bây giờ mình đi làm gì, bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình vô số ha, mình đang chạy xe nè, mình vô số D ha, mình vô số D rồi bắt đầu mình chạy xe ha, nghĩa là mình trên cái máy giả lập đó, nó có một cái chương trình ha chuyên cho cái số này, cũng như khi mình giả lập nó sẽ chạy đúng với cái điều chỉnh của xe ha. Thì mình đang mô phỏng lại cái xe hoạt động ha, hoạt động ha. Em ha, nó đã chạy ra, anh em nhìn trên cái video em thấy cái sao nó chạy một lúc mà nó tắt. Thì bây giờ mình sẽ đọc lỗi lại nha, nghĩa là cái hiện tượng này ha, khi mà mình cho cái đôi cái xe nó chạy á, là mình vô mình chọn cái chương trình thì nó sẽ nó chạy mấy giờ lâu ha, thì nó chạy nó khi xe nó chuyển bánh ha, một số là chuyển bánh, thì anh em thấy là gì, cái sao nó tự nhiên nó ngắt hết điện đúng không. Tiếp theo ha, nó báo cái lỗi này BSCV ha, thì cái lỗi này là lỗi gì nha anh em. Rồi tiếp theo là bây giờ thì khi mà mình đọc cho xe chạy á, thì nó sẽ chuyển chuyển về cái số này, cái số này, thì anh em nhìn cái số cái lỗi này nha. Thì khi mà anh em tra dùng cái lỗi là anh em tra trong phần mềm xử lý lỗi của hãng á, thì trong phần mềm GS đó, cái phần xử lý các bộ thông tin ha, xử lý cái hiện tượng là một số giật này là có mà lỗi mà, nên mình sẽ xử lý theo mà lỗi. Thì trong đó nó sẽ có rất nhiều bước ha, các bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 làm bằng gì ha. Thì với các cái bước đó thì khi anh em làm anh em nói là gì, đầu tiên là anh em kiểm tra nguồn của ISO đúng không, mình nói các bước anh kiểm tra nguồn ISO này, rồi kiểm tra các cái dây điện ha, các cái dây dẫn từ cái ISO xuống cái body bank ha, có cái dây nào nó bị lỏng không ha, nó bị rơ lỏng hay không ha. Rồi tiếp theo mình làm gì nữa, bên này kiểm tra gì, dầu hộp số lỏng ha có đủ không ha, và cái chất lượng dầu trong đạt hay không. Rồi mình đo xong điện trở cho nên nói ha, và các xong nên nói á, cái giá trị của nó có phù hợp hay không. Rồi mình kiểm tra các cái điểm bắt mắt ha, tại vì các xong nên nói này cũng được dương nên mình tra cái điểm bật mắt ha, có mắt cái chọn không ha. Đó mình sẽ kiểm tra gì như cái thành phần của hộp số. Thì khi mình kiểm tra xong á, mình thấy là ồ sao nó to nó chọn đúng không, rồi dây điện ok, dây điện nó dẫn nó bật chọn ha, dầu số mà tốt ha. Có đôi người anh em có đôi anh em là gì, em thấy là mở luôn cái hộp số là kiểm tra sau nó nói trong hai đổi có điều, đầu tiên anh em có thể là thay dầu số lại cái thêm đổi có điều bán ha, có thể anh em sẽ làm được cái điều đó ha. Thì cái lỗi này nó liên quan đến điện là chủ yếu, nên là luôn người tôi em làm vậy ha. Thì một trong những cách để trước khi mình thay dầu hay là tháo điện bán thì nó tốn kém ha, thì mình nên đổi cái hộp đấy, hoặc là mình tìm cách nào đó để mình kiểm tra cái hộp này, thì mình đảm bảo cái hộp này ok thì mình gì mình làm loại phí hộp, và còn không ok thì mình sẽ xử lý hộp ha, có thể thay thế hộp gì. Thì anh em nhìn ra đây là các cái thông số của khi mà cái xe này nó bị cái hiện tượng này nha, thì anh em xem cái lỗi này nha, nó bị gì ha.
anh em xem cái là data lead ha, quan trọng là data lead ha. Nó sẽ báo là gì? Hiện nay á nó báo là cái vị trí kế tiếp á, là nó báo là anh em sẽ là vị trí số mấy anh em? Vị trí số 3 ha. Vị trí số 3 ha anh em ha, bây giờ ha, bây giờ em cho vị trí số là D nè. Đây ha, đây là ha. Tao à, với D ha. D thì gì nó sẽ gì thì em reset lộ cái nha, em sẽ mình sẽ reset cái lộ lại nha. Reset lộ cái nha, xóa lộ cái ha. Xóa lộ lại nha, xong tiếp theo mình data analysis ha, phân tích dữ liệu ha. Rồi, bây giờ mình đầu một số ha, mình sẽ chạy nè. Anh em á, à nói gì khi cái mình cho cái xe này chạy á là nó báo lỗi ra nó là giờ số D 1.3 là cái xe này nó khi nó báo lỗi nó cứ chạy 1 số 3 thôi. Bây giờ muốn nó chạy nó chuyển từng số thì mình phải xử lý lỗi xong ha. Thì như này chia sẻ mọi người á, bây giờ muốn á thì anh em phải gì kiểm tra xong nó nói ha, kiểm tra dầu một số nè ha, còn mình kiểm tra dây dẫn ha, mình kiểm tra các tín hiệu cảm biến như nào ha, để mình đảm bảo là gì nó chuẩn. Thì cái quy trình này trong cái phần mà xử lý mà lỗi á, cái mà lỗi này á, nó có thì hôm nay anh thì chia sẻ mọi người là kiểm tra gì, cách kiểm tra cái ô số này. Thì anh em muốn kiểm tra cái số này á thì đầu tiên em mô phỏng mọi người cái lỗi ha, anh em thấy cái lỗi đúng không? À, thì mình cứ vô số là mình xóa lỗi xong mình vô số nó sẽ cứ chạy tiếp ha, xong rồi xóa lỗi xong rồi vô số mình cho xe hoạt động nó cứ chạy tiếp, đó là gì? Nên là cái hộp số Hyundai đặc thù của nó á, là khi nó có lỗi thì nó sẽ gì chạy được một số 3 thôi ha. Thì hiện nay á nó lại báo là cái lỗi là cái van VFS ha, cái van VFS là cái van này anh em. Ủa nóng mà hơi nóng tại này nóng ha, đây các bạn này ha, rất là nóng ha. Thì cái van này á là van gì anh em? Cái van này á là cái con điều khiển cái áp suất dầu trong một số á, thì nó điều khiển áp suất dầu á, để nó tăng giảm cái áp suất dầu á, để nó đi tới các cái ly hợp á, để nó tạo cái sự êm dịu ha. Chứ mà nó nóng đột ngột nó sẽ làm cho cái áp suất dầu tăng một biến cái ly hợp á, nó tăng một một nào mà nó sẽ giảm số. Thì bây giờ nè anh em nhìn ha, bây giờ mình nhìn mình đầu tiên em xóa lỗi lại nha, anh em nhìn ha, em xóa lỗi lại nha, à xóa lỗi lại nha, anh em vô phần data lead nữa ha, data lead ha, data lead đây, anh em thấy cái con này như là đúng không ha, hiện giờ nó chạy là 40 mA nha, riêng cái con này nó sẽ hiện là mA vì nó là con sau lên nó dạng lan bây nó tiến tính tiến tính ha, tiến tính là gì, là một con nó có thể điều khiển con này nó gì nó cái lực từ trong cái con sau lên nó sẽ thay đổi ha, để nó điều khiển tiết diện á cho cái van nó, cái van từ khi em đi ra đi vào ha, ngắn hay ít ha, nhiều hay ít mở dầu ha. Đây em sẽ lặp lại nữa ha, anh em nhớ ha, đây anh em ha. Hiện nay cái con này á khi mình giả lập á cái dòng điện á nó không thay đổi, nó báo 40 mA hoàn hảo. Và thứ hai á, là khi mình giả lập vào á, giả lập thì xe nó chạy á, con này nó không thay đổi ha. Thì mình nhìn vào số này mình đoán là gì, như bây giờ mình sẽ kiểm tra cái con kiểm cái dây dẫn ha, xong mình kiểm tra đo điện trở cái con sau đó này nó chuẩn ha, ok ha. Còn anh em mà sau nó không chắc có thể mình có thể thử nha, tại vì sau đó thì khi mình đo điện trở nó trở đúng nhiều khi nó không có chính xác đâu ha, vì nó đặc thù sau đó mà. Thì á bây giờ anh em nhìn thấy là ví dụ bây giờ giả sử cái sau nào ok ra mình tạo nó chọn, thì khi mình giả lập vào cái hộp này nó chạy các tín hiệu nó mình đều đúng vào, mà bây giờ nó chạy nhưng mà gì khi mà nó điều khiển nó cho xuống này thì nó sẽ lên nói
và nó hơi dòng nó cao quá. Với trong GDS á, nó sẽ báo là nếu mà trên 1 mA thì nó sẽ gì, khi mà anh chuyển số con cái con van linear này nó sẽ chạy lên khoảng 900 mấy mA, và chỉ cần nó vượt ngưỡng 1 A trong mấy giây đó thì cái lỗi này nó sẽ xét lên, là cái lỗi gì sẽ lên là cái lỗi là pressure control solenoid valve VFSA electrical ha, lỗi này nó sẽ liên quan tới con linear đó. Bây giờ mình đã đưa tín hiệu vào đúng ha, và mình nhìn trên cái analytics á, và mình thấy là gì, à cái thông số con này nó, khi nó chạy nó sẽ rất là bất thường, thì gì con cái dây ok ha, và con solenoid là ok thì còn cái hộp này à, mình sẽ gì, mình sẽ đi xử lý hộp này. Đó là cái cách mà hiện nay mình đang làm ha, thì cái hộp này hư anh em có thể sửa, hoặc anh em có thể là thay thế ha, thay thế hộp mới hoặc là hộp bạn ha, tùy em. Hiện nay ở Việt Nam nó rất nhiều option để anh em chọn lựa ha. Thì á, khi anh em mà nếu mà anh em có mô hình này ha, hoặc là có xe, khi ví dụ như một số anh em làm một á, anh em làm xong ha, thì anh em sẽ dùng cái băng thử này thử lại cái hộp này nó sửa thành công hay chưa, hay là anh em muốn muốn cái hộp anh em hư không hư á, anh em có thể đưa vào băng thử anh em thử thử thì gì mình sẽ biết là nó sẽ hư không hư. Thì nếu nó hư á, mình biết nó hộp hư thì mình sẽ không phải lăn tăn với kia, mình có thể kiểm tra sơ bộ sau nó dòng thì mình đảm bảo ha. Có nghĩa là có những xe nó vẫn có khả năng, vẫn có những trường hợp là nó vừa hư sau nó hay nó vừa hư cao su à, hoặc có thể nó dị dầu ha, nó nhiều cái lắm. Thì anh em có thể kiểm tra sơ bộ là cái xe nó ok, thì còn cái hộp thôi, hộp mình đã test thì chắc nó hư rồi, mình có thể thay hộp mới. Nhưng mà để đảm bảo tính chính xác anh em nên là gì, kiểm tra cái sơ nó hay là kiểm tra các cái nhiều cái gì liên quan tới cái phần cổng này để đảm bảo tính chính xác. Thì á, bây giờ em sẽ cho mọi người xem một cái hộp hộp mới ha. À, giả sử bây giờ mọi người gắn thêm một cái hộp mới vào nè. Em thay cái hộp này ha. Hộp này hư rồi ha. Giờ em thay một cái hộp khác vào ha. Đây, hộp này là hộp ngon ha. Ví dụ như khi anh em thay đây thay hộp ngon vào ha, thì anh em thấy cái van này nó chạy, anh em nhìn ha, anh em nhìn cái con, nếu một cái hộp ngon nó sẽ chạy như này ha, anh em nhìn ha. Mình sẽ đưa tín hiệu vào cái hộp này ha, để anh em thấy nó chạy như nào nha.
Đây, cái nó lại ha. Rồi dần dần làm bảo ha. Anh em nói là gì? Nếu một cái hộp nó ngon đó thì anh em ăn bình thường mà. Thường ha. Thì em tắt nguồn là à, rồi em bật nguồn lại ha. Cái nó lại ha. À thì con này bình thường nó chạy là 40 mm ha. Bây giờ em sẽ cho xe nó chạy ha, giống như mọi người rao xe mình cho nó chạy nha. Thì nó sẽ chạy lên ha, chạy lên dài mọi người chuyển số, khi mọi người được chuyển số thì mọi người thấy là con này nó sẽ tăng lên rất là nhiều ha. Nó tăng lên rất là nhiều ha. Tăng lên rất nhiều, em thấy tăng nó sẽ thay đổi ra khi mình chuyển, em là chuyển số nha. Chuyển các cái số bên rồi ở đây ha. Thì cái con này á, nó sẽ điều khiển bằng dòng nha. Mục đích của nó điều khiển bằng dòng để gì? Để cho cái quá trình chuyển số nó êm dịu ha. Nó điều khiển cái solenoid này để nó gì? Tăng giảm áp lực dầu trong cái hệ thống để nó đưa áp lực dầu tới các cái body, các cái gì? Các cái ly hợp mang điện ha, ly hợp lực nó sẽ thả, nó nhờ áp lực dầu nó đóng ngắt mà. Nó sẽ điều khiển cái này để cho áp lực dầu nó thay đổi để nó dịu ha. Và con này nó không điều khiển được thì cái hệ số nó sẽ bị gì bão lộn liền ha, nó làm cái hoạt động ở đó nó sẽ như vậy ha. Để anh em mình hình dung ha, cái con sau nó sẽ chạy vậy nha. Đó thì hôm nay mình giới thiệu mọi người một cái lỗi cơ bản hay là liên quan con solenoid lai ha, mà một con cực kỳ quan trọng. Và đây là một trong những cái lỗi nó xảy phổ biến, nó rất rất nhiều rồi hiện nay trong cái Hyundai. Thì anh em đừng nghĩ là nó bị hộp không nha, có nhiều người cứ nghĩ bị hộp, cứ đi đè hay hộp cuối cùng nó bị cái solenoid ha. Có người bị nhớt ha, có người bị các cái điểm ngồn ha, cái dây nhựa ha, nó không tốt, tiếp xúc tốt ha. Thì anh em lưu ý cái lỗi này ha, anh em muốn chắc chắn là anh em phải làm theo trình tự. Thì anh em mất tầm 15 20 phút để làm theo, hay nửa tiếng để làm theo trình tự thôi. Mình cố gắng mình làm theo trình tự trong tài liệu để mình dù mình nghe sâu hơn mình nên kiểm tra các cái điều kiện khác ha, thì mình đảm bảo cái gì cái việc mình làm mình sẽ chính xác, tránh mình cứ đọc khô là bị sâu hơn cuối cùng xuống không hơn ha. Có nhiều người là cứ nghĩ nó xuống nó hơn ha, nhưng mà sẽ không hơn. Thì anh em phải hiểu về cái lỗi này, hiểu về cái hộp số này ha, về mặt điện ha, hiểu về cái nguyên lý điều khiển hộp số này ha, để anh em mới gì mới tìm ra một cái giải pháp, một cái đo kiểm ha. Và mình hiểu hộp số này thì mình đo kiểm và mình nhìn cái data lý nó sẽ chính xác nhất ha. Thì ngoài ra cái hộp số này nó còn rất là nhiều lỗi, nhưng em chỉ giới thiệu mọi người một cái lỗi hay gặp để mà anh em có kinh nghiệm kiến thức để anh em làm thôi thêm ha. Đấy, cảm ơn anh em đã lắng nghe cái buổi chia sẻ hôm nay ha. Anh em có thể góp ý vào bên mình bằng cách anh em có thể gửi email ha, hay là gửi tin nhắn về mình để cả để gì, ví dụ như bên mình có nói sai ha, hay là anh em thấy chưa phù hợp chỗ nào muốn góp ý cải tiến ha, thì anh em cứ mạnh dạn góp ý ha. Và cảm ơn anh em đã góp ý cái đó rất nhiều ha, để mình hoàn thiện cái gì, hoàn thiện những cái bài chia sẻ nó tốt ha. Cảm ơn anh em rất nhiều.